Tiếp tục chương trình làm việc của các hội nghị cấp cao ASEAN, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 12. Tại đây, Việt Nam đã đưa ra một số đề xuất cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ. Việt Nam đề xuất ASEAN và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác cùng kiến tạo tương lai phát triển phồn vinh thịnh vượng và bền vững, đẩy mạnh hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai thảm họa, dành nguồn lực thích đáng để đưa hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong quan hệ giữa Mỹ và ASEAN. Việt Nam cũng đề nghị ASEAN và Mỹ cần tăng cường phối hợp cùng đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực. Trước đó, vào hôm qua, Thủ tướng đã dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Canada vì thúc đẩy kết nối và tự cường và hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 21. Tại đây, Thủ tướng đánh giá cao và ủng hộ các sáng kiến của Ấn Độ như sáng kiến Liên minh Năng lượng Mặt trời, Liên minh Nhiên liệu Sinh học, Liên minh Cơ sở Hạ tầng Chống chịu Thiên tai, cũng như đề nghị Ấn Độ hỗ trợ phát triển dược phẩm. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Canada, hội kiến Thủ tướng Malaysia và tiếp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu.